Chào các bạn, trên tay mình đang là cái con robot Disco Robo của Toshi, là một cái công ty của Việt Nam. Cái Disco Robo này là một món đồ chơi robot và nó có thể nhảy múa theo cái điệu nhạc phát ra từ máy tính hay là từ những cái bộ loa mà mình đã sẽ thử ở đây. Thì cái con Disco Robo này sẽ có những cái khớp ở cổ chân, ở cổ tay và ở cổ, và nó sẽ lắc lư, nó di chuyển những cái bộ phận này theo cái tiếng nhạc của chúng ta. Hoặc là bạn có thể dùng cái phần mềm từ trên điện thoại Android, Windows Phone hay là iPhone để điều khiển con Disco Robo thông qua âm thanh. Bây giờ mình sẽ trình diễn cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ đặt nó lên đây và mình bấm nút khởi động. Thì khi mà đặt chế độ khởi động thì nó sẽ có ba cái chế độ khác nhau. Bạn để ý vào cái tay của nó. Cái tay khi mà mình nói thì nó sẽ nghe được tiếng và nó tưởng là nhạc thì nó nhảy theo. Cái tay của nó mà không sáng như thế này, tức là hoặc là thỉnh thoảng nó nhấp nháy thì nó đang ở chế độ lắng nghe theo nhạc. Bây giờ mình sẽ mở nhạc chứ. Đối với một số bài nhạc nhẹ nhàng thì có thể nó sẽ không nghe và không hiểu đó, như vậy những đoạn mà chậm thì có thể nó không nghe và nó phù hợp với những bài nhạc sôi động hơn. Ở đây là cái cách hoạt động thứ hai của Disco Robo, tức là cái chế độ hoạt động số 2. Thì chúng ta cài cái ứng dụng tên là Disco Robo trên App Store vào trong cái điện thoại. Không biết là nó bị sao mà nó bị ngược trên cả iPhone và iPad. Thì khi này bạn sẽ có thể điều khiển Disco Robo thông qua cái ứng dụng này. Nó không sử dụng cái nối Bluetooth hay là bất cứ giao tiếp nào mà nó nghe cái tiếng động mà chúng ta phát ra. Ví dụ như mình bấm vào đây. Đó, để chuyển qua chế độ điều khiển số 2. Đó, khi mà chuyển qua chế độ đó thì bạn thấy là cái tay của robot nó sẽ sáng lên như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển nó, ví dụ như là mình mở một bài hát hay là mình có thể vuốt lên, đó, tương tác với nó. Khi mình làm gì ở trên cái màn hình này thì nó sẽ làm theo. Bạn thấy là mình vuốt cái chân thì cái chân nó cũng sẽ thay đổi. Vuốt cái đầu thì cái đầu nó sẽ thay đổi. Ở chế độ thứ ba thì nó sẽ lặp lại liên tục những cái hành động của chúng ta, tức là nó sẽ làm đi một lặp đi một lặp lại một hành động liên tục cho đến khi nào bạn ngừng nó. Đó, nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, và chúng ta có thể điều chỉnh cái tốc độ của nó. Có vẻ như nó hết pin rồi. Đó, bạn thấy là nó sẽ chạy nhanh hơn. Ngoài ra thì bạn có thể ghi âm những cái bài hát hay lượng tác để cho nó làm lại theo.